chúng ta lại phải tiếp tục tắt những hiệu ứng này đi. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn một hiệu ứng vô cùng đặc biệt nữa, đó là hiệu ứng về ống kính. Chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng len tôi remove. Để sử dụng hiệu ứng len một cách hợp lý nhất, tôi bấm về phần xây dựng và chuyển qua phần này. Chúng ta chỉnh phương hướng của mặt trời, tôi xoay hướng để chỉnh sao cho mặt trời về hướng chúng ta có thể nhìn thấy thì hiệu ứng này mới có tác dụng. Tôi tăng cao một chút và độ sáng có thể giảm đi một chút, vừa phải thôi. Tôi thấp xuống. Ok, thế này vừa đẹp rồi. Tôi về công cụ chụp hình và chúng ta add thêm một hiệu ứng. Tôi chọn là phần Land Flash. Đầu tiên chúng ta có thể tăng giảm phần Land Density, cường độ. Chúng ta tăng giảm phần Rotate, độ xoay. Các bạn chú ý thì sẽ thấy ở đây chúng ta có những phần tia, chúng ta có thể xoay nó. Và những tia này chúng ta có thể tăng số tia lên. Tôi có thể tăng giảm cường độ. Đó, tôi tăng lên này. Các bạn thấy những tia này không ạ? Hơi khó nhìn, nhưng các bạn hết sức chú ý và các vị trí của tia. Tôi tăng lên thì tia này dài ra. Các bạn thấy những điểm hồng hồng ở đây không? Tôi có thể giảm đi, các bạn không thấy nó nữa. Đó. Và bên mềm bom màu màu, tôi giảm đi, các bạn sẽ thấy rất rõ. Vùng này đã bớt chói đi rất nhiều. Tôi tăng lên. Đây chính là hiệu ứng làm lu mờ, cảm giác mờ màng. Chúng ta có thể tăng phần Master Brightness, sáng cục bộ. Tùy theo từng bạn, chúng ta tăng sao cho phù hợp với cảnh nhất. Ví dụ tôi tăng thế này. Và một vài hiệu ứng biến dạng. Chúng ta có thêm những tia phụ. Tôi không thích tia này lắm, tôi có thể xóa đi. Và phần God and Mouth, những điểm ma, là những điểm này đây các bạn. Nếu bạn nào muốn có thể tăng lên. Tôi sẽ tăng mờ và nhẹ thôi. Và phần ISO Brightness Pixel cũng là tăng sáng. Phần này tăng lên thì phần sáng của quầng này sẽ nhiều hơn. Cũng có tác dụng khá ít, không nhiều lắm. Tăng phần Land This Amount, tức là chúng ta làm ra những phần bụi và bẩn ở phần ống kính. Tôi tăng lên, cũng khá đẹp đúng không nào? Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, tôi sẽ xuất một tấm hình ngay và luôn. Xin chào các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau học trong bài tiếp theo.